the blood running through my veins. Now you're living right here inside me, and I'm just trying to cope with the things you say. Even if the curtain drops in the daydream stops. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước tiên thì mình mong các bạn thông cảm giúp mình với giọng bình luận ngày hôm nay. Hôm qua thì mình có tổ chức một cái giải Binono Live, bình luận nhiều quá, hét to quá, nó dẫn tới khàn tiếng. Với cả chỗ mình nó đang rất là lạnh, nhiệt độ trung bình là 13 độ C. Dự báo thời tiết thì nói là Tết năm nay sẽ đón một cái Tết lạnh. Không biết là chỗ các bạn bao nhiêu độ rồi. Nó rất lạnh, nó ảnh hưởng tới cái chất giọng rất là nhiều. Mất tiếng, thế nên là các bạn thông cảm giúp mình nha. Kiểu bị khàn tiếng ấy, nó không được trong nữa. Quay trở lại với trận đấu này, thì ngày hôm nay mình sẽ làm video clip về vị tướng Guido và thông báo cho tất cả các bạn một thông tin. Mà thật ra thì thông tin này cũng có người biết rồi, cũng có người chưa biết, nhưng mà thông báo để cho tất cả các bạn đỡ bị hoang mang nha. Bây giờ cứ ra giúp cho Mid đỡ cái trụ đường giữa này, không mà bạn ấy bạn bỏ mất ba cái con lính hơi bị phí phạm các bạn ạ. Cái việc mà Guido sử dụng nội tại vào trụ có thể làm choáng được trụ, đây chưa phải là thông tin hoàn toàn chính thức. Nhưng mà ở phiên bản chính thức chúng ta chơi, chúng ta đã cảm thấy, chúng ta đã nhìn thấy được cái điều đó rồi. Trời ơi, hai ông xạ thủ này, từ Silica chết đi bạn ơi. Cái tầm này mình còn tốc biến vào chiêu 1 lên bảng thôi. Lên bảng, trời ơi, người ta gọi đây là vơ vét. Như bây giờ thì trong phiên bản chính, nếu mọi người trải nghiệm qua thì Guido sử dụng kỹ năng thứ nhất vào trụ, bắn vào trụ, kỹ năng thứ nhất nha. Đấy, thì nó sẽ có thể làm choáng vào trụ. Uầy uầy, cái gì vậy trời ơi, thỏ ơi, sân kéo đông đông thế này. Này thì choáng, ui có mạng, có mạng. Mạng thứ hai, trời ơi, team ăn 2 và mình cũng ăn 2 mạng mất rồi. Bây giờ là cần có sự hỗ trợ của đội tới cơ. Liliana đang xuống hỗ trợ rồi. Kết hợp bây giờ, nhưng mà mỗi tội mình chưa có chiêu cuối. Có chiêu cuối phát này thì đẹp, tại vì mình sẽ khống chế được nhiều hơn. Mà không sao, vẫn làm choáng được. Đâu rồi? Ui dồi, choáng đẹp nay mà đồng đội đến muộn quá trời ơi. Không ăn thua các bạn ạ, phải có chiêu cuối được cơ. Lát nữa thì tiếp cận được cái trụ thì mình sẽ cho mọi người xem qua. Không chỉ là sử dụng chiêu 1 vào trụ một cái là các bạn sẽ thể làm choáng được trụ, mà những đòn đánh thường của vị tướng Guido, sau khi đánh thường xong kích hoạt nội tại của Guido thì nó cũng có thể làm choáng được trụ nha. Nói chung là mỗi lần kích hoạt nội tại cái là chúng ta sẽ làm choáng được trụ. Đây ví dụ như mọi người nhìn giúp mình này, bắn thẳng trụ này. Đấy, trên đầu trụ nó có biểu tượng choáng đấy. Làm choáng được cả trụ cơ mà. Không thể tin nổi luôn các bạn ạ. Ủa Silica ơi, đi đâu? Ủa sao tự nhiên đứng đây luyện chiêu cuối? Không hiểu luôn, lần này thì chết thôi. May là bạn ấy có liền tử thần nhưng bạn ấy vẫn chết. Thôi tha cho em cái nào anh gấu, gấu ơi đuổi em đi, đúng rồi, chiếm em đi. Em yếu máu này, tham thì thâm, này thì tham thì thâm này, đã béo rồi còn tham. Lại có một mạng hỗ trợ, ơ kìa, Violet. Phát đấy không ăn được vì mình hơi bị dỗi nha. Thật sự là mình check thông tin từ phiên bản trước, phiên bản này cũng như phiên bản tới thì không thấy một chút gì về cái thông tin nói Guido có thể làm choáng đất trụ, mà đây tự nhiên lại có thể làm choáng đất trụ. Cái này thì lỗi này xảy ra lâu rồi, và mình nghĩ đây sẽ là lỗi các bạn ạ. Đây là lỗi chứ không phải là sự điều chỉnh của Guido đâu. Là lỗi chứ không phải sự điều chỉnh của Guido đâu. Các bạn nên nhớ cái điều đó nha. Nào nào, chạy xa đồng đội tôi ra. Trời ơi, em còn chiêu cuối đây. Khổ lắm, chiêu cuối tốc biến hỗ trợ cho team một cái thôi. Đồng đội đâu? Đẹp như thế này mà không ăn được mạng, phí thật sự. Guido thường thường mang tốc biến đi thì các bạn sẽ tạo được độ bất ngờ. Chiêu cuối tốc biến để có thể là khống chế đối phương được diện rộng hơn và tạo độ bất ngờ. Kìa, Lilena, công việc còn lại. Ui rồi, ui rồi, mù mắt tôi. Trời ơi, Lina quang hai kỹ năng không trúng được phát nào. Ngầu béo Zuka bây giờ mới có level 4. Level 5 rồi. Mình là đánh giúp bot, mình còn level 6, thọt thế trời. Khổ lắm, thích yếu, thích ra gió. Một combo không bao giờ giết được mình đâu. Thêm cả Arum. Ui gọi hết trên đây. Đó, xích vào thì thoải mái. Chỗ còn giết được đâu, khổ lắm cơ, đuổi em đi. Đuổi, đuổi đi. Trời ơi, đuổi ra được. Chết tôi rồi. À, chết gặp nguy hiểm rồi, nhưng bây giờ thì không thể cứu được bạn ấy luôn.
Hai dạ thủ nó bắn thì nay thì không thì sống nổi. Từ từ nha, dụ team bạn ra ngoài mới đánh nhau được. Cứ dụ ra đây. Thế bây giờ mình cũng có cả chiêu cuối rồi mà. Bỏ bơ Arum đi, kệ Arum. Chúng ta tìm mục tiêu khác để chúng ta khống chế. Chứ còn Arum đây đây đây, kích hoạt luôn chiêu cuối phát nay thì khống chế luôn này. Công việc còn lại của đồng đội thôi. Còn bây giờ thì mình chịu. Hết máu rồi thì cứ lui về. Không nên tham làm gì, cũng tu len nó cho một phát là chết ngay. Tương tự như vì từng Ghidu thì Nakroth cũng có một cái lỗi tương tự giống vậy. Không biết chắc là đấy là cái lỗi các bạn ạ. Tại vì là đòn đánh thường hất tung của vì từng Nakroth vào trụ thì nó cũng gây choáng trụ nha. Nếu mọi người có thể vào cái phần đấu luyện để test. Còn với anh chàng Ghidu này thì chưa có một chút thông tin nào nói là vì từng này có thể làm choáng được trụ. Nhưng mà test đã đánh ở phiên bản chính thức như thế này thì chúng ta đã thấy là có rồi. Có thể làm choáng được trụ mà không đưa một thông tin nào. Làm sao ép thẳng khu vực đứng giữa luôn này. Tại vì team bạn bây giờ Arum còn đi lẻ thế kia thì ép luôn anh em ơi. Đâu hết rồi team đâu. Ui dồi mù bắt tôi rồi, trời ơi. Trời ơi mình lướt, mình vướt chơi ai xong ấn nhầm luôn vào chiêu cuối. Tự nhiên không có mục tiêu vẫn kích hoạt chiêu cuối. Cũng đây tiện đây thì mình cũng thông báo luôn cho mọi người về cái thông tin reset rất anh update phiên bản mới nha. Thật sự là liên quân rời đi rời lại mình cũng cảm thấy mệt mỏi suốt ngày phải thông báo cho mọi người, thông báo đi thông báo lại. Đáng ra là ngày hôm nay ngày 20 update và reset danh rồi, liên quân lại rời ngày sang ngày 21 các bạn ạ. Có nghĩa là lại là đêm nay, đêm 21, đêm ngày hôm nay này là rạng sáng ngày 21 thì chúng ta sẽ có bản update và reset danh. Mình cũng chưa biết đây phải thông tin gọi là chuẩn xác 100% nữa hay không, hay lại rời sang ngày khác nữa thì chịu. Cái đấy thì chúng ta cần phải biết được đến từ liên quân nha. Biết gì thì mình thông báo cho mọi người. Nhưng các bạn đừng có trách mình. Tại vì cái này thông tin reset danh rời ngày đấy là do bên liên quân người ta thay đổi, chứ có phải mình thay đổi gì đâu. Mình biết cái gì là mình thông báo cho mọi người thôi. Có lệnh bài đây. Ôi dồi ôi, Thỏ ném cái gì vậy Thỏ? Anh ném em đi, đừng có ném đồng đội em làm cái gì. Ông gấu đuổi tôi đi. Trời ơi đuổi ra được. Châu lắm các bạn ạ. Đánh không xin nhề như mũi đốt. Đấy cứ đứng đằng sau bắn trưởng. Mình lên phong cách lên đồ ngày hôm nay thì mình toàn lên theo kiểu đồ thủ thôi. Thế nên là không gây nhiều sát thương đâu. Chủ yếu là bảo kê cho đồng đội với cả là khống chế. Đấy cứ khống chế như thế này là team ăn được nhiều mạng. Chúng ta trâu thì chúng ta sẽ kiểu lao mình vào giao tranh. Chứ còn thật ra thì nhiều người lên Ghidu lên phép. Lên phép thì bắn được đau. Còn mình lên tanh như thế này bắn không được đau nha. Chủ yếu là bắn được chuẩn, bắn được trúng để có thể khống chế cho đồng đội thôi. Mình xin nhắc lại ngày update nha. Rời ngày update và cũng như reset danh từ ngày 20 sang ngày 21. Đó, còn thay đổi như thế nào nữa thì mình sẽ thông báo cho mọi người sau. Còn bây giờ thì cứ vào khống chế cho đồng đội. Đâu đồng đội đâu ơi. Trời ơi, Nakroth đây có lệnh bài không thần đây. Nakroth Violet mỗi người một phương thì chịu rồi. Từ từ bây giờ cần phải có đồng đội mới đánh nhau được. Anh gấu ơi, combo em này anh gấu ơi. Nhảy với em. Đúng rồi, trời ơi. Nhìn vạch máu trâu ra man. Đợi cho Nakroth ra vết máng rồi. Đấy là mình câu kéo cho Nakroth vết máng đấy. Ui giời mù mắt, Nakroth mù mấy phát không qua được tường. Choáng tiếp đây này. Công việc còn lại của bạn đấy. Nhiệm vụ của mình chỉ là khống chế thôi. Ép luôn trụ được dưới này anh em ơi. Gấu ơi làm gì đây. Ê, rồi ôi ông gấu lao ra như một vị thần rồi, chết như một thằng đần vậy. Lao ra bị xạ thủ team mình bắn cho tẹt tua. Bây giờ là ba đường lính lên cao hết rồi. Đấy khống chế thế làm sao được, đẩy luôn trụ đường giữa này. Team đâu ép luôn trụ đường giữa tầm này thì mình không nhây đâu. Có cơ hội thì mình kết thúc trận đấu luôn. Này khống chế này nào ơi. Khống chế này. Trời ơi vào. Không ăn được đi rồi, thôi để mình ăn hộ cho. Mình xin. Video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi nha. Và đây là lỗi của Ghidu có thể làm choáng đất trụ, chứ không phải là sự điều chỉnh đâu các bạn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodo Live vào những buổi tối để có thể kéo danh team 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nono Live follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream.